Sáng ngày 10 tháng 1, Ủy ban dân xã Đa Phước phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức lễ khánh thành khu nhà ở đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không có đất ở tại ấp Phước Quảng. Dự lễ có Thượng tá Nguyễn Sơn Hà, đại diện công an tỉnh An Giang, ông Ngô Công Thức, Bí thư quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Trần Hòa Hợp, Phó Bí thư quyền ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện cùng các đồng chí quỹ viên ban thường vụ quyền ủy, lãnh đạo ban nhân dân quyền ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện các ban ngành, đoàn thể quyền và các xã thị trấn. Sau gần 3 tháng thi công, khu nhà ở Đại đoàn Kết thuộc ấp Phước Quảng, xã Đa Phước đã hoàn thành và được bố trí 25 căn nhà. Mỗi căn có diện tích 40m2, kết cấu dách tường, nền lót gạch, mái lập tôn. Tổng kinh phí thực hiện công trình gần 3,4 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Khu nhà do quỹ viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Võ Thị Ánh Xuân, vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang hỗ trợ 500 triệu đồng. Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 500 triệu đồng. Quỹ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 250 triệu đồng. Công ty cổ phần xây lắp An Giang hỗ trợ 234.000 viên gạch các loại tương đương 280 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Phương Nguyên hỗ trợ tiền công lao động, giảm giá các loại vật tư trang thiết bị với số tiền 320 triệu đồng. Doanh nghiệp tư nhân Tùng Phát hỗ trợ các xây dựng, các xây lấp tương đương 410 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn chính sĩ hỗ trợ 100 triệu đồng. Ông Trần Văn Khôn hỗ trợ 500 mét vuông đất xây dựng khu nhà. Trong những năm qua, cấp quỹ chính quyền từ quyền đến cơ sở luôn quan tâm hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong việc sửa chữa, xây mới nhà ở qua đó nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, động viên giúp các hộ thoát nghèo ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Hợp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện khẳng định, việc xây dựng khu nhà ở đại đoàn kết với 25 căn là món quà ấm áp, ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giúp các hộ dân an cư lạc nghiệp. Đối với các hộ nhận nhà mới, Phó Bí thư huyện ủy Chủ tịch Ủy ban nhân quyền mong rằng các hộ cố gắng làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống, giữ gìn, bảo quản để căn nhà được sử dụng lâu bền hơn. Đồng thời, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân quyền cũng gửi lời cảm ơn tấm lòng hảo tâm, chia sẻ khó khăn của tỉnh và các nhà tài trợ đối với các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Nhằm bày tỏ lòng tri ân với sự đóng góp của các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú đã trao thư cảm ơn và tặng hoa cho các đơn vị tài trợ các mạnh thường quân